ra ngày hôm nay có đến 5 cầu thủ thuận chân trái. Đây có lẽ là tỷ lệ thuận chân trái cao nhất từ trước đến nay ở các cầu thủ trong cầu môn là số 22 thủ môn Satria Tama. Indonesia chưa ghi bàn ở giải đấu lần này. Cầu thủ Việt Nam ngày hôm nay ra sân với trang phục màu trắng. Chỉ có một thay đổi ở đường xuất phát. Quang Hải đá chính thay cho Đinh Thanh Bình. Thanh Bình và Quang Hải đều đã ghi bàn ở trận đấu gặp Brunei. Rất ấn tượng. Và dứt điểm được cao. Tình huống cản phá vất vả của thủ môn Indonesia. Đoàn Văn Hậu lúc này là cầu thủ cao nhất của Việt Nam với chiều cao. Rất mềm mại. Hoàng Đức là đội chủ nhà. Cú dứt điểm từ xa của đội Văn Hậu. Pha bóng lúng túng của thủ môn Satria Tama. Bây giờ là Quang Hải. Tiếp theo sẽ là quả phạt góc. Pha chèo bóng sâu. Anh Thịnh đang di chuyển. Quả lật. Bóng vào tầm thấp. Cú dứt điểm là của Quang Hải. Pha dứt điểm mà chúng ta đã rất quen thuộc ở Quang Hải. Một tư thế rất khó nhưng bẻ lườn rất dẻo để có thể đưa bóng mạnh và hiểm. Hơi tiếc một chút cho cú đá cuối cùng của người đeo băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam. Đây là Hoàng Đức. Áp bật tường với Quang Hải. Quả phạt cho Việt Nam. Tấn Sinh. Cú đá từ xa. Tranh thủ dứt điểm. Hoàng Đức có chân trái rất khéo. Đường chuyền tiếp theo là của Hồ Tấn Tài. Quang Hải. Hải Đức Chinh. Độ C so với ở trận đấu Việt Nam gặp Brunei. Pha dứt điểm không trúng đích. Bóng vừa chạm đầu của cuộc chui rèn. Đặc biệt là với Việt Nam trước khi gặp Thái Lan ở trận đấu cuối. Quả chuyền bóng của Quang Hải. Bóng hay. Huỳnh Tiến Sinh đã dập tắt ý đồ. Và của Huy Tiến Dũng tiếp tục là pha đứt bóng. Đã có một tình huống phạm lỗi. Đã có lỗi của Manewa hai lần lọt vào vòng 16 đội. Adilet Khayax, cái tên đó có gợi cho anh Huy điều gì không? Cú sút vẫn còn. Chúng ta xem lại pha siết lòng của Quang Hải. Bóng đi vào giữa cầu môn. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để cản phá cho thủ môn của Indonesia. Quang Hải đã được kéo xuống đa giữa sân cùng với Việt Hưng. Đây là vai trò không xa lạ đối với Quang Hải. Anh có thể đá giữa sân cùng với những cầu thủ vốn không tranh chấp giỏi như Việt Nam với một đội bóng đá lớn của khu vực đó là Thái Lan. Các tiền vệ của Thái Lan bao giờ khi được dắt bởi ông Quang Sô. Bóng gió. Quang Hải sút bóng. Hà Đức Chinh, Thanh Bình và Hoàng Đức hoàn toàn có thể phát huy khả năng của mình. Cú nhả bóng bằng đầu là của Hà Đức Chinh nhưng đã có lỗi Việt. Đoàn Văn Hậu. Hoàng Đức. Thanh Thịnh. Người vừa di chuyển là Đinh Thanh Bình. Người vừa va chạm với Đinh Thanh Bình là số 4 Nuridayat. Theo chúng tôi đó là một pha phạm lỗi của trung vệ số 4 Indonesia.
ông trọng tài người Qatar Ali Abha tỏ ra rất nghiêm khắc. Sút bóng. Rất may là Tiến Dũng đã cản phá được. Một tình huống không nên để lặp lại. Từ khu vực giữa sân cho đến hệ thống phòng ngự đã bị sập sạch và suýt nữa chúng ta để thua. Cảm giác trong việc chọn giải pháp xử lý ở hai tình huống liên tiếp của Tiến Dũng đều có vấn đề. Ngày hôm nay Thanh Tịnh cũng đã có những khó khăn. Sút bóng không đủ mạnh, bóng lại đi vào giữa cầu môn. Cú đá là của Hoàng Đức. Của Đình Trọng. Đường chuyền của Quang Hải. Hà Đức Chinh. Qua người Hoàng Đức. Vẫn còn chân trái. Loạt những động tác có thể nói là rất đẹp mắt của Hoàng Đức, nhưng đáng tiếc là cú đá cuối cùng đưa trái bóng đi vọt xa. Những pha xử lý mềm mại rất nghệ thuật của Hoàng Đức, cầu thủ trưởng thành từ trung tâm của Viettel. Hoàng Đức. Pha xử lý không tốt của Bùi Tiến Dũng. Hết sức đáng trách cho một người không ít kinh nghiệm như Bùi Tiến Dũng mà lại xử lý như vừa rồi. Dứt điểm. Cú đá cắt chân. Rất tiếc là bóng đi vào sảng hàng. Không thể dứt điểm bằng chân trái thì mình đã tung ra cú đá quyết đoán bằng chân phải. Pha xử lý với của Đình Trọng. Đoàn Văn Hậu. Cho đến được. Indonesia trong khi Việt Nam mới 3 lần được hưởng phạt góc. Pha xử lý rất khéo. Cú sút của Quang Hải. Pha phạm lỗi là của Đoàn Văn Hậu. Cú đá không chuẩn xác. Nhiều khả năng cũng sẽ chẳng giúp được gì cho đội bóng này. Nhận cú đi tiếp. Một cơ hội. Hoàng Đức. Lần thứ hai trong trận đấu này Hoàng Đức thực hiện cú dứt điểm bằng chân trái sở trường. Cú đá rất quyết đoán nhưng ở góc quá hẹp và độ chuẩn xác thì cũng không phải ở mức độ tốt nhất. Điều đáng khen nhất là vẫn còn của Nugroho. Nugroho vào bóng ruột của anh Quang Hải. Bóng đập hàng rào. Sút tiếp. Vẫn còn. Chuyển vào trong. Wow! 1-0 cho Việt Nam. Nhưng nỗ lực ở những giây cuối cùng. Và tưởng rằng chúng ta đã không còn cơ hội sau pha đá phạt không thành bàn của Quang Hải. Nhưng bây giờ tất cả đã có niềm vui. Bàn thắng đến rất đúng thời điểm và có lẽ không còn thời gian để gỡ nữa dành cho Indonesia. 1-0 cho cầu thủ Việt Nam. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Ông trọng tài người Qatar Ali Anaba đã đổi tiếng gọi mãn cuộc. Có thể thấy được sự thất vọng của huấn luyện trưởng Indonesia ông Indra Sia.